Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại thực địa dự án BKMX Trơn Thành Bình Phước giai đoạn 3. Và ngay khu vực này được BKMX quy hoạch 2076 ha. Và sau lưng của Trọng Thơ là trường Cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng sẽ cho đi vào hoạt động năm 2023 này nhé cả nhà. Và trục đường Trọng Thơ đang đứng là trục đường D1 có mặt đường được quy hoạch lộ giới là 50m và chạy thẳng hướng này chúng ta sẽ về lại trạm thu phí Trơn Thành ngay quốc lộ 13 nha cả nhà. Ngay đây thì nhiều nhà máy đang được xây dựng tại khu nghiệp 0076 ha và nhiều nhà máy đã hoạt động tại khu nghiệp này. Theo hướng tay Trọng Thơ đang chỉ đây, đây là 5.000 căn nhập ở xã hội của BKMX xây dựng để phục vụ cho khu công nghiệp BKMX Trơn Thành Bình Phước 2.000 ha. Và dãy nhà phố thương mại đã được xây dựng dọc trục đường D1 để phục vụ kinh doanh, buôn bán và phục vụ những tiểu thương và những chuyên gia của khu nghiệp về đây ăn ở sinh hoạt. Với một địa chỉ nằm ngay lõi trung tâm thị xã, công nghiệp thì sát bên mà giá hiện tại chỉ 8 triệu trên mét vuông. Ngay vị trí mà Trọng Thơ đang đứng đây cách 300m, Trọng Thơ còn 5 lô liền kề với diện tích mỗi nền 5x30, thổ cư 100% và nằm trên trục đường nhựa 16m. Thì chúng ta xây ở kinh doanh cho thuê được ngay. Quý hàng quan tâm tới đất nền về BKMX Trơn Thành Bình Phước, gọi ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 để sở hữu cho mình một trong 5 vị trí đẹp tại khu nghiệp BKMX Trơn Thành. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.